Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16 tháng 6, ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ, phổ biến mức 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Dự báo ngày 17 tháng 6 và ngày 18 tháng 6, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Hà Nội nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 55 đến 60%. Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.